máy rồi, tôi đi cầm này ra giữ nguyên cái máy rồi. Các bạn đang nghe tiếng hót chim họa mi trên kênh Chim Cảnh Đất Việt. Thức ăn dành cho chim họa mi trực tiếp nhà mình đang đóng gói và cung cấp cho anh em toàn quốc, 200.000 một kg miễn phí ship tận nhà luôn, dùng ổn định kể cả kỳ thay lông và hót sau này. Địa chỉ của nhà mình anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình. Em giữ máy quay cho anh này. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh Chim Cảnh Đất Việt. Và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với nhà mình theo cái địa chỉ ở trên này. Các sản phẩm về chim cũng như là cám, họa mi cũng như là một số các sản phẩm khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chim Cảnh Đất Việt. Chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang quay cho các bạn xem con họa mi rất là đẹp tại nhà cám chim đất Việt như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Trên đây thì mình cũng xin chia sẻ các bạn một chút. Hiện tại Chim Cảnh Đất Việt đang cung cấp cái thức ăn dành cho chim họa mi. Như các bạn đang thấy mình đang cầm ở trên tay đây. Cái cám mi bên mình là 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà cho các bạn luôn. Hoàn toàn là nguyên liệu tự nhiên, đảm bảo con chim hót tốt, ổn định và sắc lông sắc mỏ bền đẹp theo thời gian. Đây là địa chỉ của nhà mình. Các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua địa chỉ này giúp mình. Thế ngoài thức ăn chim họa mi, bên mình còn rất nhiều các sản phẩm khác dành cho cám, cho chức chòe than, chào mào, chòe lửa, cu gáy vân vân. Các bạn có
thể theo dõi thêm trên website www.chimcanhdatviet.com hoặc là qua kênh YouTube Đất Việt Chim Cảnh. Ngoài cái sản phẩm cám lành họa mi thì các bạn đang thấy ở đây là thức ăn dành cho chim khứu này, rất là tốt. Đấy. Tiếp theo là những cái sản phẩm dành cho trào màu. Thức ăn trào màu đảm bảo đầy đủ cái dưỡng chất, sắc lông bền đẹp, đít đỏ, đấy, hót tốt. Đấy. Tiếp theo là cái sản phẩm dành cho chè than và chè lửa. Cuối cùng là cái sản phẩm dành cho cô gái, thức ăn tổng hợp. Đấy, bổ sung dưỡng chất cô gái rất là tốt. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh Đất Việt Chim Cảnh trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video của mình đăng lên nhé. Hoặc là like fanpage Cám Đất Việt hoặc Chim Cảnh Đất Việt trên Facebook để cập nhật nhiều nhất video của mình đăng lên. Đấy, đây là địa chỉ của nhà mình. Một nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cảnh Đất Việt cũng như là qua website chimcanhdatviet.com. Xin chào tất cả các bạn.